hỏi bạn thân lầy lội, mừng đám cưới bằng một hùng shop tiền lẻ 1k 2k, khiến cô dâu chú rể xỉu lên xỉu xuống. Ngày cưới, ngoài cái tên người yêu cũ, thì bạn thân cũng là nhóm đối tượng cần phải dè chừng. Họ thường tạo ra những kỳ tích đáng nhớ trong ngày trọng đại này, nhằm gây dấu ấn để cô dâu chú rể không thể nào quên. Cách mà họ bạn thân chọn cực kỳ bá đạo. Ví dụ, nhảy vũ đạo lạ, tặng quà độc lạ, và một trong những chiêu để troll cô dâu chú rể chính là tiền mừng. Đó là lý do clip mừng cưới này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều lượt bình luận. Theo đó, một đôi vợ chồng nọ được hỏi bạn thân hào phóng đi hẳn một hùng tiền lẻ toàn 1k 2k. Tân lang tân nương đang rạng rỡ đứng cạnh hỏi bạn thân và trịnh trọng nhận lấy quà cưới đựng trong chiếc hùng xốp giản dị từ những người anh em này. Sau khi mở món quà ra, tất cả mọi người có mặt ở lễ đường lúc đó không khỏi bật ngửa trước đống tiền lẻ bên trong. Pha mừng cưới trên thật sự đi vào giai thoại và khiến cho giới trẻ ngày đêm học hỏi, thậm chí còn sáng tạo ra những chiêu trò oái oăm để chơi lớn hơn. Tuy vậy, mọi thứ đều nên có chừng mực và biết cách kiểm soát để một trò đùa thật sự mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, chứ không phải là sự phiền phức.